các bạn đang đến với chương trình Bếp Ngọt. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ 10 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình nhận được sự đồng hành của nhãn hàng Việt Coco Tinh Hoa Dược Việt. Đầu bếp Kim Nguyên, tốt nghiệp bếp trưởng bếp bánh tại trường hướng nghiệp Á Âu, tốt nghiệp khóa học tạo hình bánh ở Hàn Quốc, 8 năm kinh nghiệm làm bánh và chuyên dòng bánh trang trí tạo hình, hiện đang giảng dạy nhiều lớp bánh tại nhà. Và ngày hôm nay Uyên rất vui vì chương trình của chúng ta có một khách mời rất là đặc biệt, đó là diễn viên trẻ Fanny. Em chào chị. Chào em. Mình lại gặp nhau nhờ. Đúng rồi. Và xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Bếp Ngọt. Mình là Fanny. Sau một tuần chị có hướng dẫn em món chè trôi nước tạo hình thì em về em có làm lại không? Dạ có. Hôm đó thì em về em bắt tay vào làm thử luôn. Chị sẽ hướng dẫn cho em và các bạn làm một món bánh mới, đó là bánh chiffon mochi kem đậu nành. Và bây giờ mình bắt tay vào làm món bánh này nhé. Để làm món bánh này thì gồm có 3 phần. Phần đầu tiên là chị sẽ hướng dẫn em đánh bột chiffon. Phần thứ hai là sẽ làm phần kem. Và phần thứ ba là chị sẽ hướng dẫn em làm mochi. Để làm phần cốt bánh, chị sử dụng bột bánh bông lan chiffon trộn sẵn của Mikko hương xưa, được sản xuất theo công nghệ và chất lượng của Nhật Bản. Chị sẽ cho bột vào đây ha. Với công thức này, chị sẽ sử dụng 2 trái trứng và chị sử dụng trứng gà sạch của Ba Hơn Omega 3 rất tốt cho sức khỏe. Mình làm bằng bột trộn sẵn thì không có gì khó hết. Mình chỉ cần việc là mình cho trứng và nước vô nữa thôi là mình đánh là được. Rồi bây giờ chị sẽ đánh bột nha. Em thử đánh cái máy này chưa? Em chưa. Vậy em không có đánh thử không? Dạ có. Vậy đánh thử đi nha. Em cầm nó hơi rung rung á. Ừ. Đúng rồi, để sát xuống. Đánh được từ một chiều em ha. Dạ. Thì sau khi mình đánh xong như thế này, mình kiểm tra bằng cách là mình thấy bột nó chảy dẻo và mình bắt đầu mình sẽ cho dầu dừa vào. Ủa, mà mình cho dầu dừa vô chi vậy? Mình cho dầu dừa vào để nó tăng cái độ sốt và độ ẩm cho bánh, không bị khô bánh nha em. Bây giờ chị sẽ cho dầu dừa vô nha. Dạ. Và chị sẽ sử dụng dầu dừa tinh khiết của Việt Coco, không cholesterol, rất tốt cho sức khỏe. Em đánh lên sao mà chị đổ vào ạ? À? Em đánh được từ mức độ thấp nhất. Thấp chưa ạ? Rồi, mình cho dầu dừa vào mà mình đánh sơ thôi. Dạ. Mình không có đánh lâu quá nó sẽ chai bột của mình. Dạ. Bây giờ chị sẽ cho bánh vào khuôn nha. Giờ chị cho bột vào khuôn. Cái này mình nướng là nó sẽ nở lên nữa đúng không? Mình nướng nó sẽ nở phồng lên em. Nó sẽ nở cao lên gần thành khuôn luôn đó. Chị, vậy bây giờ mình nướng trong vòng bao lâu ạ? Mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 180 độ C trong vòng 30 phút. Trong lúc chờ bánh nướng chín, chị sẽ hướng dẫn em qua phần làm kem phô mai đậu nành. Đầu tiên là mình phải tán phô mai. Em có thể giúp chị phần này nha. Dạ. Mình tán nhuyễn phô mai để đến khi mà mình cho vào phần nhân á, nó dễ hòa tan hơn. Dạ. Nếu mình không tán thì nó sẽ làm cho cái nhân của mình nó lợn cợn. Mình tán đến khi mà mình thấy cái phần phô mai này nó mịn luôn. Công thức nhân này gồm có 1 lòng đỏ trứng, đường cát, 1 bắp. Em có thể giúp chị hòa quyện đều cái hỗn hợp đó lại. Còn chị sẽ cho sữa đậu nành vô. Em có thích uống sữa đậu nành không? Dạ có, như sữa đậu nành rất là tốt cho chị em phụ nữ chúng ta. Đúng rồi. Hoặc là em đã thử ăn cái bánh gì có vị đậu nành chưa? Bánh vị đậu nành hả? Em chưa. Vậy thì một lát nữa mình sẽ thử thành quả của mình nha. Dạ. Rồi, tiếp đến là chị sẽ cho phô mai vào và bật bếp lên mình xem. Dạ.
Ủa chị, bây giờ mình xem tới bao giờ nó mới là đạt? Mình xem đến khi mình thấy cái hỗn hợp của mình nó sệt lại, nó đặt như thế này là ok em ha. Dạ. Em có thấy cái mùi thơm của nhân đậu nành của mình không? Dạ có, thơm dữ luôn á. Rất là thơm luôn đúng không? Bây giờ em thấy làm món nặng cũng thơm hết chứ. Đúng rồi. Sau đó là mình sẽ để cho cái nhân này nó nguội. Dạ. Và bánh của mình sau khi chín xong là chị sẽ bơm vào bánh. Sau phần kem phô mai đậu nành, chị hướng dẫn em qua phần kem tươi trang trí mặt bánh. Dạ. Giờ chị sẽ cho kem tươi vào đây. Dạ. Tiếp đến là đường cát. Bây giờ chị sẽ đánh bông nó lên. Rồi, mình chỉ đánh bông nó lên tầm 80% thôi. Yeah. Mình không đánh bông quá. Để một lát nữa mình trang trí cái mặt bánh, mình tạo cái độ chảy nhẹ cho phần mặt bánh đó em. Dạ. Yeah. Và bây giờ chị sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh. Dạ. Yeah. Một lát nữa chúng ta lấy bánh, bơm nhân và trang trí mặt bánh là xong. Dạ. Yeah. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ qua phần mochi. Dạ. Yeah. Rồi, chị mặt chị. Chị sẽ cho bột nếp vô nè. Bột bắp. Đường cát, bơ và cuối cùng là sữa tươi. Em có thể quậy giúp chị trong lúc chị cho sữa tươi vào không? Dạ. Mình sẽ hòa tan đều cái hỗn hợp này và bọc màng bọc kín thực phẩm, cho vào lò vi sóng quay 5 phút đến khi chín, và mình sẽ lấy ra mình nhồi chung với lại sirup bắp. Mình cứ để 5 phút là nó chín. Đúng rồi em. Dạ. Penny đợi chị chút xíu nha. Dạ. Chị sẽ mang cái phần mochi này vào lò vi sóng quay nha. Dạ. Sau 5 phút thì mochi của chúng ta đã chín rồi ha. Dạ. Thì bây giờ chị sẽ hướng dẫn em cách nặng. Nặng hả? Là bây giờ chị nặng hay em nặng? Mình cùng nặng. Em chuẩn bị sẵn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ nặng nha. Và trước khi mình nặng là mình sẽ cho sirup bắp vào, cho nó dẻo và nó chống dính đó. Trộn đều nó lên. Mình phải làm từ từ, tại vì mình mới qua xong nó còn nóng lắm. Dạ. Thì không có thể nào mà mình nhồi liền được. Nhìn thích nhỉ. Rất là dẻo. Bây giờ chị sẽ lấy một phần bột nè, rất là dai. Và mình sẽ gói căng. Gói căng cái phần mochi. Dạ. Em thấy nó có căng chưa? Rồi em làm đi, em làm thử đi. Và mình sẽ lấy một cái xiên que. Mình xiên thành một cái xiên mochi như thế này. Dạ. Mình thấy được rồi đó, em vo đi. Em vo cho nó tròn. Rồi. Xiên qua luôn phải không? Đúng chị? Rồi, em xiên qua luôn. Một cái xiên như thế này thì mình sẽ làm 3 viên. Cho em. Mình đã được một viên rồi ha. Dạ. Và mình còn 2 viên nữa. Mình đã xong phần mochi rồi. Dạ. Và em có đã thấy thơm mùi gì chưa? Hình như là mùi bánh chín phải không chị? Chị thấy thơm lắm rồi đó. Dạ. Em có thể giúp chị lấy bánh ra nha. Dạ. Rồi, bánh đã chín và chị đã lấy ra khỏi khuôn. Và bây giờ chị sẽ trang trí cho em xem nha. Dạ. Chị em sẽ... thấy cái này làm cái gì ạ? Mình sẽ cần một cái khuôn tròn như thế này để mình cắt cái phần bánh. Mình lấy cái phần lõi bánh ra và mình cho nhân kem vào. Rồi bây giờ chị sẽ đeo găng tay và lấy phần lõi bánh ra. Wow. Mình nhớ chừa phần đáy bánh, đừng có lấy sát quá. Tiếp đến là chị sẽ cho kem mochi đậu nành vào nè. Chị sẽ lấy cái phần bánh hồi nãy chúng ta lấy ra đắp lại ha. Tiếp đến là chị sẽ cho phần kem tươi lên trang trí trên mặt bánh.
Rồi chị sẽ cho chảy kem nhẹ ra phần thành bánh. Nó không chảy xuống hả? Đúng rồi em. Bởi vì đây là kem tươi á. À dạ. Wow. Em giúp chị đặt lên ở chính giữa. Dạ. Nhẹ thôi. Wow. Và sau cùng chúng ta sẽ trang trí phần bột đậu nành lên. Dạ. Trông nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và bây giờ chị mời Fanny thưởng thức bánh của mình nha. Thôi nhưng mà em thấy đẹp quá, mấy mình để dành được không? Em yên tâm, chị sẽ làm riêng cho em một ổ bánh mang về. Nghe sướng hết mọi người. Rồi bây giờ chị sẽ cắt bánh cho em thử. Dạ. Em thử đi. Đầu tiên thử cho là thấy rất là thơm mùi đậu nành lắm. Bây giờ em ăn cái phần bánh với lại cái phần nhân ở giữa kèm thêm một chút kem trang trí. Cái nhân nó cực kỳ béo luôn, rất là thơm. Dạ thơm nữa, thơm mùi đậu nành quyện vô nè. Rồi ở ngoài thì kem tươi thì nó thơm mùi đậu nành cái bột mà mình rắc lên nè. Rồi bánh thì rất là mềm. Rồi thích quá chị ơi, chị ăn thử một miếng không? Ok. Đây em tính đút cho chị. Để chị thử nha. Dạ. Như em nói là bánh rất là mềm. Mềm. Bánh rất là mềm, rất là ngon. Xuất sắc. 10 điểm. Mở tay. Hoàn thành xuất sắc. Yeah. Như đã hứa thì chị đã có làm cho em ổ bánh mang về ha. Wow. Xuất sắc quá. Cảm ơn chị. Không có gì em. Ôi, đẹp quá trời. Vậy thì nãy giờ em có nhớ cách làm món bánh này của mình không? Không lẽ em lại trả lời câu cũ của em nữa. Em nhớ sơ sơ, em nhớ cái phần làm bánh chiffon với lại phần kem tươi, còn cái phần kia thì nó hơi nhiều cho nên là em hơi quên chút. Vậy nếu em không nhớ thì chị sẽ mời em và các bạn xem lại phần công thức và cách làm của món bánh này nhé.
mời Fanny và các bạn theo dõi phần mẹo vặt của ngày hôm nay. Mẹo vặt hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bột đậu nành homemade. Bước 1. Luộc đậu nành cùng nước và một ít baking soda trong 30 phút. Bước 2. Vớt đậu ra để ráo rồi cho vào lò nướng hong khô 10 phút ở 110 độ C. Bước 3. Lấy đậu nành đã khô ngâm trong nước 8 tiếng. Bước 4. Vớt đậu và hong ráo nước rồi nướng ở 180 độ trong 10 phút. Bước 5. Xay đậu nành đến nhuyễn rồi rây lấy phần bột mịn. Thì hôm nay chị có hướng dẫn cho em thêm một loại bánh mới. Em có cảm thấy là mình đã bắt đầu thích làm bánh hay không? Em thực sự là em rất là thích làm bánh. Nhưng mà tại vì em không có được khéo tay lắm cho nên là em ít làm. Nhưng mà sau mấy buổi học thì em nghĩ là mình sẽ phải học thêm nhiều để có thể làm cho đôi tay mình khéo léo hơn và có thể làm bánh cho gia đình mình ăn nhiều hơn. Đúng rồi. Chị cảm ơn Fanny ngày hôm nay đã đến đây cùng làm bánh với chị. Và thời lượng chương trình của chúng ta đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn nhà tài trợ Việt Coco Tinh Hoa Dược Việt đã đồng hành cùng với chương trình này. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật tuần sau. Bye bye, bye, bye.